Và để liên tục chương trình, xin mời tiếng hát của anh Long Nghiêm. Anh Long Nghiêm xin gửi cho lời chào đến tất cả quý vị. Long Nghiêm xin được giới thiệu lời bài hát là Phụ Mẫu Tình Thâm. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ tròn chữ hiếu mới là đạo con. Chín tháng cụ mang con ấm lòng trong bụng mẹ, nỗi mừng vui của mẹ cha khi con vừa mới ra nào tả xiết, rộn rã trong lòng khi cha mẹ đã bồng bế con. Rồi tháng ngày vất vả của mẹ cha cũng đã bắt đầu kể từ hôm. Lo sợ đêm hôm con giật mình thao thức, cha mẹ ngồi rung chỗ an từng giấc. Sướng vô đồng, cha nói rằng
khi con vừa ngã bệnh làm mẹ cha lo sợ khôn. Cảm ơn.